Ok, để mình chuẩn bị nha mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị để mình chúc mừng sinh nhật người bạn của tôi trực tiếp luôn các bạn ạ. Đấy, mình sẽ chúc mừng sinh nhật Mixi trực tiếp luôn. Bình tĩnh là sao? Bây giờ mọi người ơi, chị đây bảo này, anh mà hát bị sai lời là toang không? Mình không hát làm sao mà mình không dám hát tiếng Việt bởi vì mình chưa thuộc. Đấy. Mình sẽ hát là độ hâm của mình. Ok, rồi, đúng ngày mà mình vừa mới uống bia các bạn ạ. Bây giờ mình đang hơi hơi sai một chút. Ai yêu nhau như con sóng vỗ, quanh quen bao năm buồn không buồn mà hồ. Tuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Duyên mì diêu em thơ rất thơ, và anh nắng yêu em như đóa hoa. Còn em xem anh như trang ngọc ngà, tự do như mây vàng miệt phiêu du ngon ngàng. Dù trần gian bao lá đến đâu, nơi anh là nhà. Hôm nay lại xin đi lại nhìn ốm là sao? Chẳng qua là mình vừa mới uống một chai bia, mình vừa mới uống một lon bia nên là trong mặt nó đơ đơ ấy, bạn hiểu không? Đấy, chứ có phải là mình ốm đâu. Khổ lắm. Khổ sở vãi trưởng ra. Bởi vì mình không phải người thích uống rượu lắm mấy bạn. Sao kiểu cứ nói là kiểu tự tin lên như kiểu mình chuẩn bị đi đi biểu diễn cho gọi là cho kia gọi là gì nhỉ? Thủ tướng à? Thủ tướng Việt Nam ấy. Chắc là phải bảo tự tin lên như kiểu mình chuẩn bị đi đi một biểu diễn cho thủ tướng Việt Nam vậy. Vãi cả e clap. Ok, chuẩn bị vô nha em ơi. Let's go, let's go, let's go. Ôi, chiếu trên màn hình luôn à, kinh thế nhở, chiếu hẳn 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 hoi trên màn hình. Càng vãi được đấy, vào chơi nhà, vào chơi nhà, xem nào, chuẩn bị. Vãi cả đường dưới. Mình chuẩn bị biểu diễn trước mặt bao nhiêu người ở đây. Càng nhở, càng vãi trưởng già luôn đi. Ok các bạn, chào mừng các bạn vừa mới vô CJ hay livestream ngoài ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần nha mọi người. Cho nên là ai chưa follow CJ cho CJ xin một follow nha, cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn nếu mà mọi người thấy CJ hát hay quá thì các bạn có thể tặng cho CJ một món quà cũng được nha, cả làm sao cả. Hôm nay tự dưng mình đang livestream thì có một bạn nhắn tin, bạn ấy comment là hôm nay sinh nhật của Độ. Mình bảo ui hay thế nhờ, hôm nay sinh nhật của Độ mà mình không thấy gì cả. Follow hào hào thế nhờ, cảm ơn các bạn follow nha. Các bạn cho CD một follow nha, cảm ơn các bạn rất nhiều. CD cũng biết thừa là các bạn xem hết phần biểu diễn của CD, các bạn cũng sẽ ra hết thôi mà ấy, nhưng mà thế không sao cả. CD cũng biết thừa là các bạn xem hết phần biểu diễn của CD, các bạn cũng sẽ ra hết thôi mà ấy, nhưng mà thế không sao cả. Ok, lên rồi đấy. Rồi, chào mừng anh em trong thành phố nha. Mình xin phép giới thiệu, mình tên là CJ. Đấy, và thực ra là hôm nay mình không biết là hôm nay là ngày Ngồi sinh nhật xuống của mọi Độ người, đâu. ngồi xuống mọi người đâu ạ? Hôm nay mình không biết là hôm nay là ngày sinh nhật của Độ đâu. Nhưng mà đến lúc mà một viewer của CJ có bảo là hôm nay là sinh nhật của Độ, mình bảo, ôi mẹ. Thế này thì mình không hát một bài tặng cho Độ thì hơi phí đấy các bạn. Bây giờ hiện tại follow, cảm ơn Độ nhá, follow của tôi đang lên gần 20.000 rồi đấy.
Tiếp tục phát huy nha, hy vọng là ngày nào cũng là sinh nhật của Độ để view của tôi có thể tăng lên thế này. Cảm ơn Độ rất nhiều nha. Bây giờ xin phép gửi tới Độ một nói chung là một cái món quà nhỏ nhỏ thôi. Nice. Hôm nay là ngày sinh nhật thì không thể nào mà mình đi qua một ngày như thế này mà mình cũng hát cho Độ đấy. Thì mong là anh em sẽ vào livestream của tôi để ủng hộ tôi nữa nha. Yeah, ok. Và đây là bài hát nhỏ nhỏ bằng tiếng Anh. Chúc mừng sinh nhật nha. Này, mình vào stream của Độ để mình cướp viewer thì có sao không? Không sao hết mà. Ok, đi viewer nha. Rồi, mình sẽ phép hát bài này bằng tiếng Anh. Và mình cũng sẽ auto-tune một chút cho nó giọng nó ngọt một tí. Chứ mình hát từ giọng kia chắc là vỡ kính của Độ mắt. Đấy, cho nên là thôi, được rồi. Chơi nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nhưng mà mình sẽ thêm một chút, mình phải tên tên Độ vào chứ không có tên Độ vào thì nó lại không hay. Đấy, mình chơi thử nhá. Chơi nhá. Happy birthday to Độ. Happy birthday to Độ. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Độ. Ấy nói chứ là hôm nay tôi muốn hôm nay sinh nhật người bạn tôi. Tôi xin bạn một tuổi mới thật là vui vẻ hạnh phúc. Mong là mọi thứ ở cuộc sống của bạn nó sẽ luôn luôn vui vẻ. Đấy, và chúng ta cũng sẽ cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng mà Nemo với cả YouTube nó lành mạnh nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Chúc mọi người chơi GTA vui vẻ nha. Ông Độ bao giờ hết giãn cách thì mình phải tổ chức bù nha, chứ không phải là kết thúc ở đây đâu nha. Nhớ chưa? Ôi, cảm ơn xin dây, cảm ơn xin dây nhiều. Rồi, cảm ơn anh em nha. Chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người vừa vào nha. Cảm ơn mọi người vừa vào nha. From Mixing With Love, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, ok, thế là kết thúc rồi. Bây giờ, em ơi, cái này nó vào chậm ý nhỉ. Các bạn xem trên livestream của CD, các bạn sẽ thấy là nó trực tiếp hơn. Đấy. Roll out. Cảm ơn bạn hình là tiếng cái này hơi to nhỉ. Để mình giảm xuống một chút nhá, chứ tiếng donate nó to quá, đế cả tai luôn đấy các bạn. Để mình xử lý một tí này. Vẫn đang phát sóng à? Thôi tắt mẹ đi, nhanh lên. Ok. Thôi bây giờ đủ rồi, các bạn không cần phải xem nữa. Cứ người đấy mà xem. Được rồi. Thôi được rồi, bây giờ trông không muốn tắt sớm thì ok, mình cũng kiểu livestream thay thế cho Độ vậy. Thôi anh em mà có câu hỏi gì thì anh em có thể vừa đố lên vừa hỏi nhé. Đấy, bên cạnh đó các bạn cũng có thể vừa follow nghe riêng cái reaction gọi là Độ top 2 mà CJ làm ấy. Thì CD cũng thấy là các bạn cũng đã ủng hộ rất là nhiều. CD thấy các bạn ủng hộ cũng tương đối là nhiều ấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn cũng có thể tiếp tục ủng hộ mình nhé. Các bạn cũng nhắc Độ Mixing một chút. Là rất là lâu rồi tôi đã muốn vào server của Độ nhưng mà hình như là không được thì thôi. Cái này chỉ nói nhẹ nhàng thôi nha. Độ mà cho tôi vào thì sướng lắm. Không, chị đây không nói gì đâu, không nói gì hết trơn luôn á. Rồi được rồi, nhưng mà thôi anh em bỏ qua đi chứ anh em cứ xem tôi thế này tôi ngại vãi đái luôn các bạn. Thôi đừng xem. Thôi đừng xem nữa, bỏ đi, khổ lắm. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha.